Story 2 là phân khu được ví như là bản sao của Telemark tại Vinhomes Grand Park, mặt tiền đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Glory 2 Vinhomes Grand Park có diện tích lên tới 31.175m2 gồm 5 tòa tháp có độ cao từ 24 đến 39 tầng, 2 tầng hầm với tổng số 2.000 căn hộ cao cấp đạt chuẩn cao cấp hạng A. Vị trí đắc địa của Glory 2 nằm ngay đối diện công viên rộng 36 hectare và bên cạnh trung tâm thương mại Vincom lớn nhất miền Nam. Chủ đầu tư Vinhomes đã thiết kế và bàn giao căn hộ Glory 2 với nội thất cao cấp đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn 5 sao. Ngoài ra, cư dân của Glory 2 cũng được tận hưởng toàn bộ tiện ích của Vinhomes Grand Park như công viên 36 hectare, trung tâm thương mại Vincom, bệnh viện Vinmec, trường học Vinschool, đại lộ The Manhattan, bến du thuyền The Manhattan Glory và hàng ngàn tiện ích đẳng cấp khác. Khu đô thị Vinhomes Grand Park, đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tọa lạc ở trung tâm của quận 9 nay là thành phố Thủ Đức, Glory 2 Vinhomes Grand Park được xây dựng trên hai phường Long Thạnh Mỹ và Long Bình, nằm giữa khu vực Đông Sài Gòn. Với vị trí đắc địa, dự án giáp đường Phước Thiện ở phía Bắc và đường Nguyễn Xiển ở phía Tây. Ngoài ra, hai bên của dự án còn giáp sông Đồng Nai và sông Tắc ở phía Đông và Nam. Glory 2 quận 9 còn sở hữu hệ thống giao thông vô cùng thuận tiện, kết nối các khu vực lân cận một cách dễ dàng. Chỉ mất 10 phút di chuyển, cư dân có thể đến được tuyến Metro Bến Thành, Suối Tiên và bến xe miền Đông mới. Di chuyển vào khu vực trung tâm quận 1 cũng chỉ khoảng 30 phút, đến sân bay Tân Sơn Nhất mất 30 phút và di chuyển 40 phút để đến sân bay quốc tế Long Thành. Tiện ích phân khu Glory 2 Vinhomes Grand Park. Tập đoàn Vingroup đã phát triển khu đô thị Vinhomes Grand Park theo mô hình thành phố thu nhỏ khép kín, với một hệ sinh thái tiện ích đa dạng và đồng bộ, đáp ứng tiêu chí all-in-one để cung cấp cho cư dân cuộc sống trọn vẹn. Chính vì thế mà cư dân của phân khu Glory 2 cũng sẽ được thừa hưởng hầu hết các tiện ích nội khu mà Vinhomes Grand Park mang lại. Dự án này được bình chọn là một trong những địa điểm sống tốt nhất tại Việt Nam, mang đến cho cư dân không chỉ là không gian sống trong lành chất lượng cao, mà còn đem lại những trải nghiệm tiện ích mới chưa từng có trước đây. Glory 2 là một khu nghỉ dưỡng nhiệt đới cao cấp với các tiện ích tốt nhất, được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thành phố biển Malibu, Mỹ. Điểm nổi bật của khu nghỉ dưỡng là chuỗi hồ bơi Malibu rộng tới 845. Ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel, bao gồm hồ bơi người lớn, hồ bơi trẻ em và hồ thác tràn vô cực. Tại đại đô thị Vinhomes Grand Park, công viên khủng long, đa trải nghiệm sẽ được xây dựng trong nội khu phân khu Glory 2. Đây là lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Dự án còn cung cấp nhiều tiện ích cao cấp như sân chơi trẻ em chủ đề khủng long, vườn cát thám hiểm, chòi nghỉ trứng khủng long, sân gym ngoài trời, sân yoga, suối bậc cảnh quan, vườn cọ nhiệt đới San Mariano, đường dạo mạch vòng 400m. Tất cả đều mang đến trải nghiệm cuộc sống độc đáo và riêng tư cho cư dân. Ngoài việc mang đến một cuộc sống trọn vẹn cho cư dân, khu đô thị Vinhomes Grand Park quận 9 còn tạo ra sức nóng trên thị trường bất động sản khu vực Đông thành phố Hồ Chí Minh, mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn khi dự án hoàn thiện. Căn hộ Glory 2 có diện tích như sau: Studio 27m2 đến 39,4m2, một phòng ngủ cộng 46,1m2 đến 51,8m2, hai phòng ngủ 58,3m2 đến 69,2m2, hai phòng ngủ cộng 69,2m2 đến 70,4m2, 3 phòng ngủ, 81,2m2 đến 103,3m2. Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ, hotline 0931109528.